À, bà của Anna sẽ làm gà gochi. Con gà này là 1,9 kg. Đó. Con gà này khá to. Nên bây giờ mình sẽ rửa trước sạch sẽ những đều vào trong đây. Thì lát nữa bà rút gia vị. Xong mình đã rửa sạch sẽ con gà và cho vào trong cái thố này. Rồi, mọi thứ đã sẵn sàng để chuẩn bị ướp gia vị. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho dầu ô liu vào, rồi sau đó mình sẽ cho estrogen vào. Mình J'ai cho changé ma recette. mình cho du thym vào, là cây xạ hương. Rồi, Un tout petit peu d'herbe. cho một tí xíu gia vị ra rồi nó hòa lẫn được các loại cây khác nhau. Mình cho xíu xíu muối vào nữa. Sau đó mình sẽ mélanger lên, là trộn lên xíu tiêu rồi nữa, rồi mình trộn lên tiếp, rồi mình đeo găng vào, rồi đeo hai găng tay vào, cho gia vị vào bên trong con gà nó để cho nó ngấm vào bên trong rồi nó mới thơm. Rồi. Rồi, phần còn lại mình sẽ đổ phía bên ngoài và mình sẽ chà sát vào để cho nó ngấm vào da rồi. Đó, sau đó mình massage cho nó. Vét hết trong bát còn lại mình phủ lên. Bây giờ mình chỉ cần để khoảng 50 phút là mình có thể làm ngay luôn. Và nếu mình thế ướp lâu hơn thì cũng sẽ rất là ngon. Mình sẽ bật lò nướng lên. Đó, 45. Cho vô. 45 minutes, tu mets tout de suite. Ok. Si tu veux faire 30 minutes, il faut laisser préchauffer le four avant. À, ok. Lửa đây này, lửa trên lửa dưới có quạt. Rồi, nhiệt độ thì khoảng đây là 230. Xin chào cả nhà, bắp ngon quá trời ngon này. Bây giờ con sẽ lột bắp ra. Lột cái bao đựng bắp ra. Đó, mình đổ vào trong cái thau inox luôn. À, dốc xuống. Đó. Ngon quá. Rồi, có té ra. Giờ mình cho vào. Rồi, mình mang đi rửa. Rửa sạch sẽ rồi, bây giờ con xếp vào trong cái nồi. Đó. Rồi mình mang đi luộc. Cái nước lục bắp còn lại ấy, mình sẽ nấu chè. Rồi, giờ mình đổ nước vào mình mang đi nấu ha. Nước ngập bắp, sau đó mình sẽ cho một tí xíu muối vào. Rồi, bây giờ mình sẽ bật bếp lên và mình nấu bắp. Mình sẽ bật bếp lên. Rồi, nước chín rồi cả nhà, nó kêu lên nè. Wow, bốc khói luôn. Rồi, chín rồi. Bắp ngô đã chín rồi, bây giờ mình sẽ gắp ra. Uầy, đã không con? Ồ, đấy, sướng chưa? Bắp vàng ươm luôn cả nhà. Bắp ngon quá. Nó bốc khói lên. Gà kìa, trời ơi, nó vàng ươm cháy cạnh giòn tan luôn. Thơm quá, mà cháy cạnh. Bây giờ mình sẽ tắt cái đùi ra.
ở bên ngoài nó giòn, nó vàng, nhưng mà bên trong á nó vẫn mềm. Đó. Ngon lắm đấy. Wow. Wow, nguyên cái đùi. Cái đùi. Xì đã. Đùi số 2. Cái da của nó. Da là con thích nhất nữa. Nó giòn tan. Này, con thấy cái thịt ở trong này. Con ngồi gần trong nhà xem này. Đó. Đấy này, bên ngoài nó giòn mà bên trong nó vẫn mềm. Đó, nó đã chưa? Đó, rất là ngon luôn. Xin ngon. Đó, cái khớp của nó này. Quá đã luôn. Cái phần này phần ức của con gà này. Làm sao nó dí cắt mà không phải? Ừ, tại vì là phần, nó dính cái phần xương ấy mà. Ừ. Để khi nào nó nguội ra thì mình mới dễ cắt. Bởi vì nó đang nóng á, thì nó hơi khó cắt. Mình sẽ cắt hai cái phần ức trước của cái này, cái có cái phần con gà còn lại ấy, thì khi nào nó nguội ấy, mẹ sẽ cắt tiếp. Hả? Cái phần này nó đang rất là nóng. Mình sẽ chỉ cắt hai cái bên cái phần ức trước nó dễ, cái hai cái đùi là nó nguội mình lật cái đằng sau, thế là mình sẽ cắt cái bên đằng sau. Quá hấp dẫn luôn đó. Giờ mình sẽ cắt cả mình trước. Giờ bắp ngô thì vàng ươm, gà thì ngon giòn tan. Ok, bây giờ Anna thưởng thức nhé. Dạ, cảm ơn chị nhé. Nóng quá con, ủa bốc khói luôn rồi. Ngon lắm. Món ăn yêu thích của Anna đó cả nhà. Anna thích ăn cái da gà lắm. Wow, ăn gà trước rồi ăn bắp sau. Quá ngon luôn. Cầm cái bắp, nó đang nóng lắm. À, con ăn thử miếng bắp với gà xem nó có hợp không. Ngon. Quá sẽ đã luôn. Bắp ngọt sẽ ngon. Ăn miếng ngọt sẽ ngon. Ngon quá trời ngon. Đó. Giờ mình vào mình mang vào mình ăn chung với ba nhá. Mình luộc 6 trái bắp. Bây giờ mình để lại 2 trái bắp để mình nấu chè bắp. Nha. Bây giờ con sẽ bào nó ra. Nó hơi khó bào. Và mình dùng dao mình cắt cho nó dễ hơn ha. Chứ dùng dao bào nó khó đi. Đúng rồi đó. Nó đúng như một tảng luôn. Đó, đúng rồi đó. Nó đúng như một lớp như vậy ấy. Đó. Đấy. Hai cái bắp á, mình bào ra được một đĩa như này ha. Giờ bây giờ mình để qua một bên. Đây là nếp nè. Nếp mẹ đã ngâm được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi ha. Giờ bây giờ mình sẽ mang đi bo. Đó, mình sẽ mang đi bo nếp ha. Đó, giờ mình đổ vào đây để mình nấu. Đây là nếp mình đã bo xong rồi. Còn đây là nước luộc bắp. Đó, bây giờ con cho vào mình đi nấu với nếp. Đó, con đổ hết vào. Con cho muối vào. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên và mình nấu nếp trước. Nếp á, bây giờ nó đã trong lại như thế này là nó đã ok rồi. Đó, mình đảo lên mình thấy mọi thứ nó đã mềm dẻo như này là ok. Mình sẽ tắt bếp. Giờ nếp xong rồi, bắp mình cũng đã bào xong rồi. Bây giờ con sẽ cho vào đây. Đó. Đó, con đổ hết rồi. Đổ hết bắp vào trong với nếp. Con hòa lẫn nếp với cả bắp lại đó. Trộn lên như vậy rồi bây giờ con cho 100g đường vàng vào. Để trộn vào trước như vậy thì cho nó ngấm. Đó, như vậy là được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho nước. Nước này là nước luộc bắp nè. Đó, mình sẽ nấu chè với nước luộc bắp luôn. Con đổ hết nước
nước lục bắp vào. Rồi mình cho nước vào, giờ mình sẽ đảo lên. Đó, giờ con đảo nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ bắt bếp, mình sẽ nấu nó một tí xíu nữa. Rồi mình sẽ múc 2 thìa bột năng vào đây và mình sẽ cho nước lục bắp vào để lát nữa mình sẽ đổ vào trong nồi chè để cho nó sánh lại. Mình bắc lên và mình nấu thêm một lúc nữa. Rồi bây giờ con cho nước bột năng vào. Rồi, sau đó mình sẽ quậy nó lên. Mình nấu cho bột năng nó trong lại. Đó, nó trong lại như vậy thì cái chè của mình sẽ để được lâu và nó sẽ không có bị hư. Nó không có bị vữa ra còn. Đó, nên mình phải nấu cho nó trong, nó kỹ một tí. Rồi, vậy là nồi chè bắp như thế này là đã xong. Rồi, nửa lon nước cốt dừa còn lại con cho hết vào đây. Cho hết vào trong chảo. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thêm nước lọc vào để mình tráng cái lon này. Rồi, sau đó mình sẽ đổ vào trong chảo. Bây giờ con đổ hết vào trong chảo. Bây giờ con cho muối vào. Đó, cho nó hòa tan vào trước khi nước cốt dừa. Để cho bột năng vào. Rồi, bây giờ con đảo lên cho nó tan. Rồi, đây là khoảng 50g đường là con cho vào. Rồi, bây giờ con quẩn nó lên. Bây giờ mình bếp lên. Rồi, mình sẽ nấu với lửa nhỏ. Mình nấu nước cốt dừa là lúc nào mình cũng phải quậy nó lên. Đó, mình quậy nó lên, nếu không là nó sẽ đóng cái phần bột ở phía dưới, nó sẽ bị cháy. Rồi, nước cốt dừa nấu như thế này là ok. Rồi, mình sẽ tắt bếp. Bây giờ con sẽ múc chè vào trong bát ha. Dạ. Bây giờ con múc nước cốt dừa vào. Bây giờ con cho lạc với cả mè rang lên. 3 chén của ba, của mẹ và của con. Bây giờ con lấy 1 chén. Rồi, ok. Cảm ơn cả nhà. Ừ, để con ăn nhé. Là chè bắp nếp nước cốt dừa. Chè bắp. Ngon quá. Vậy hôm nay mình ăn 2 món liên quan đến bắp. Đó là món gì? Món kulegochi với bắp. Ừ, đúng rồi, kulegochi với bắp luộc. Rồi, còn cái món này là món? Chè bắp. Đúng rồi, đó này, bắp nếp á. Bắp Mỹ hoặc là các loại bắp ngô còn. Mình làm được rất là nhiều món luôn. Nhưng hôm nay mình giới thiệu cho con 2 món. Mà 2 món này đều rất là ngon và hấp dẫn. Ngon con? Ngon lắm. Nước cốt dừa nó mà đặc hơn tí thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà thôi mình ăn loãng loãng này cũng ngon. Vì bản thân như vậy rất ngon rồi. Đúng rồi, vì bản thân cái bắp á, cái bắp nó đã ngọt và nó ngon rồi. Đó. Rất là hấp dẫn luôn. Ngon quá ha. Bây giờ mình mang vào mình ăn cùng với ba nhé. Bye bye cả nhà nhé. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà video clip lần sau.